Nốt ruồi ở lòng bàn chân Nếu như bạn có nốt ruồi ở lòng bàn chân thì đây là dấu hiệu tốt. Một người có nốt ruồi ở lòng bàn chân thể hiện là người có nhiều cơ hội để đi đây đi đó. Không những thế, nếu nốt ruồi càng lớn và màu sắc càng đậm, nó còn thể hiện tài lộc của người này về sau này càng tốt và càng sung túc dư giả viên mãn. Nếu một người sở hữu nốt ruồi ở lòng bàn chân còn có phúc lộc trong chuyện ăn uống, cuộc sống luôn an nhàn và no đủ, hạnh phúc hơn người gan bàn chân mềm mịn và nhiều đường vân. Trong nhân tướng học và theo tử vi tướng số, một người có tướng bàn chân này là một người gặp nhiều may mắn, phú quý hơn người. Đặc biệt, phần lớn những đường vân trên gan bàn chân thể hiện cho tiền tài và may mắn. Nhất là nếu gan bàn chân có vân như theo gấm thì đây là người có rất nhiều lộc, còn có đường vân như hình cây hay chiếc kéo thì gia đình sau này có nhiều của cải, cuộc sống đầy đủ không phải lo nghĩ nhiều. Cớp chân tròn đầy và hồng hào. Theo nhân tướng học, nếu như một người nữ giới mà có gót chân tròn đầy là tướng của người phú quý. Cuộc sống của những người có gót chân hồng, đặc biệt là phụ nữ thì hồng phúc đầy nhà, cả con cháu cũng được nhờ. Đây là người có tài vận cực vượng, luôn đạt được nhiều thắng lợi trong công việc cũng như kinh doanh. Ngón chân dài và hơi thon nhọn. Trong nhân tướng học cho biết những người có ngón chân dài và hơi thon nhọn là người có tính tình lương thiện, ngay thẳng người sở hữu ngón chân này là người có tướng đại phú đại quý, càng về hậu vận càng trở nên giàu có, cuộc sống suôn sẻ và gặp nhiều may mắn. Những người này có tính cách kiên định hơn người, luôn cố gắng nỗ lực hết mình trong sự nghiệp nên họ dễ dàng trở thành người lãnh đạo tài ba, sự nghiệp lừng lẫy hơn người. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Theo khỏe và đẹp